Phước Sửu đang có mặt tại GF là một cái dự án được rất là nhiều giới đầu tư mong chờ nhất, và dự kiến GF Nhà Bè hình thành sẽ kéo khu Nam trở thành một khu dân cư đẳng cấp nhất tại Sài Gòn. Thì nói về khu dân cư GF Nhà Bè với tổng quy mô khoảng hơn 300 hecta, có rất là nhiều căn hộ, biệt thự, shop house, nhà phố, và đặc biệt dự kiến GF sẽ biến dự án GF Nhà Bè này trở thành một đất nước Hàn Quốc thứ hai. Khi quý anh chị mà lạc vào khu dân cư này thì gần như là mình đang đi du lịch tại Hàn Quốc. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một loại hình tại dự án mà đang được rất là nhiều khách hàng mong chờ, đó là shop house của GF Nhà Bè. Với căn shop house là diện tích xây dựng là 7x18, tổng diện tích là 126m², được xây dựng là một trệt, 3 lầu và một áp mái. Dự kiến là chủ đầu tư sẽ hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao thô bên trong, nên quý anh chị có thể là tự decor theo ý riêng của mình. Có thiết kế thang máy nên rất là tiện việc kinh doanh, mua bán và cho thuê. Đường trước nhà của shop house này là 60m và kèm thêm một con đường 12m chủ đầu tư mở song song để tiện cho việc là dừng lại nè, đổ xe, mua sắm, rất là tiện lợi. Mỗi căn shop house này được thiết kế và bố trí rất hợp lý, tạo nên những cái khu phố thương mại cực kỳ sầm uất tại khu dân cư GF Nhà Bè. Tương lai đây sẽ là một khu trung tâm thương mại sầm uất tại Nhà Bè. Nói sơ qua về shop house thì tại Nhà Bè này, với một cái đơn vị xây dựng rất là nổi tiếng đó là Hòa Bình, và tất cả những cái căn shop house ở đây đã gần như là được cất nóc và khoảng đầu 2023 này sẽ bàn giao. Phần móng xây dựng là thuộc Đông Dương và thiết kế cảnh quan nội thất căn nhà siêu đẹp của ông đến từ Singapore, và rất là nhiều kiến trúc hạ tầng nè, kiến trúc cảnh quan và tổng thể mặt bằng của rất là nhiều đơn vị nổi tiếng trên thế giới hợp tác với GF để cho ra một cái sản phẩm cực kỳ đắc địa tại khu Nam. Thì shop house của dự án 350 hectare của tập đoàn Hàn Quốc được biết đến là trong những cái chủ đầu tư xây dựng cơ sở hàng đầu tại Việt Nam. Gần đây nhất thì GF đã chuẩn bị cho lưu thông tuyến metro số 1, rồi đường Phạm Bác Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống, cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng, và thiết kế cảnh quan Laguna Lăng Cô. Và sắp tới GF đang tung ra hàng loạt những cái sản phẩm căn hộ cao cấp tại Thủ Thiêm. Khi mà quý anh chị sở hữu những cái căn shop house tại GF thì quý anh chị gần như là tha hồ thoải mái được tận hưởng những cái tiện ích free tại dự án, giống như là phòng tập gym, sân tennis, hồ bơi, hầm rượu dưới đất. Và đặc biệt là quý anh chị có thể là thả mình vào những cái công viên bốn mùa với nhiều sắc hoa khác nhau đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Dự kiến đây sẽ là một cái điểm đến rất là độc đáo và có thể là một cái khu đô thị gọi là mang rất là nhiều cây xanh vào trong khu đô thị. Dự án GF Metro City Nhà Bè là những dự án lớn trên thị trường bất động sản và đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của khách hàng. Thì với một cái quy mô cực kỳ khủng quý anh chị ha, chú trọng vào chất lượng thiết kế bền vững, sử dụng và đáp ứng những cái nhu cầu của đại đa số đông của quý dân cư. Thì khu dân cư này thì rất là văn minh, thân thiện và di chuyển rất là gần. Từ vị trí này thì chỉ cần khoảng 5 phút là quý anh chị có thể đi về quận 7. 5 phút quý anh chị có thể di chuyển lên đường cao tốc Bến Lức Long Thành để đi về miền Trung hoặc miền Tây, và quý anh chị có thể kết nối về Bình Chánh, Phú Mỹ Hưng thông qua nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Một cái shop house rất là đẹp trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và mang cho mình những cái đẳng cấp gọi là bậc nhất tại khu Nam. Quý anh chị sở hữu và cần thông tin của dự án này, inbox ngay cho Phước Sửu để lấy thông tin, bởi vì hiện tại cái sản phẩm mà quý anh chị đang mua này nè thì là sản phẩm đang được là gia chủ cần bán gấp, nên giá có thể thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem qua video, và quý anh chị cần ký gửi chuyển nhượng
những cái dự án này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.